Dạ, con sẽ nói là ông ngoại bà ngoại cố lên cố vượt qua phải bán cháu cá này, tại vì bán cháu cá này đập đầu cá rất là sát sanh luôn. Buồn thì cũng có buồn một chút nhưng mà con không có buồn nhiều, tại vì mình học được lớn lắm ai lắm rồi, con nhiều có nhiều bạn còn không học được nữa kìa, nhưng mà mình học vậy là được ngoài lắm rồi. Nó lại tới trường em xin tiền em cho bé ăn uống mà em không có tiền cho, mà thấy con người ta có tiền mua bánh trái cho ăn uống, mình không có cho con mình ăn uống, đưa lại tới trường là em rớt nước mắt luôn. Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của gia đình của chị Huệ, người con gái mà phải mượn tiền vào những cái lúc khó khăn nhất, đó là lúc sanh nở cô bác quý anh chị. Hôm nay cũng được sự hỗ trợ là cô Liên Trần ở Mỹ có gửi hỗ trợ cho mẹ của chị. Bùi Hồ cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ vô đây để mà gặp gia đình của anh với chị ha. Chào cô, chào gia đình mình ha. Hôm nay là cũng khoảng một tuần mới quay lại trở lại gia đình của mình nè. Dạ. Thì cô anh chị thông báo giờ cuộc sống của mình sao rồi? Dạ, nói chung cũng đỡ anh buồn. Cũng đỡ hả? Dạ. Hôm nay còn bán vé số không? Dạ, em lấy cũng như số cái này đang hút cũng còn ít nè, cũng đưa vào có 60 tờ mới đỡ hết rồi em lấy đi. Thì bé hết ngày sao chị? Dạ. Bé cũng vậy. Cũng con đêm bé thức hoài, bé cự hoài. À. Dạ. Ở nhà thì bé ngủ không đi, bé thức bé cự hoài. Giật mình. Giật mình hả? Dạ dạ. Hôm nay con có đi học không? Dạ có, tại mấy tuần này là con thi môn toán, cho nên con học buổi sáng rồi mẹ buổi chiều. Ừ. Con thi được không? Dạ được. Ừ. Thi học vui không? Dạ. Tên gì quên mất tiêu rồi, chú quên hả? Dạ con tên Khang. Khang, đi học vui không? Dạ vui. À, vui nhất là gì ta? Là được chơi với các bạn, với được biết chữ. À. Còn cô không ngại, sức khỏe cô sao rồi? Ừ, bình thường thôi. Vậy hả? Cũng bình thường. Dạ. Vậy nữa. Dạ. Không ngại già nhà mình nào ăn uống sao rồi, ăn cái gì? Hôm nay gia đình mình ăn cơm cái gì hả cô? Cá trê khô hôm qua, bữa nay còn cá trê. Dạ, ăn bao tiêu. À, ăn hai ngày luôn. Dạ. Mỗi ngày chi phí là nhiêu hả chị Hồi? Dạ. Mỗi ngày chi phí là nhiêu? Như em đi chợ ngày cũng 60, rồi em đi nhà thì hết này kia em mua, còn thì không có mua, hết cái đồ trong nhà em mua đường lục ngọt cái này kia. Dạ. Ồ, không quá luôn à. Ở nhà là anh An là xây ở dưới này lên đó hả? Dạ. Xây này là hết nhiêu tiền anh An? Cũng gần 900 mấy anh. Khi nào mới dừng toán? Một khối cát với 3 bao xi. Một khối cát với 3 bao xi măng. Dạ, với ống đồ nữa anh. Và khi nào mới dừng toán? Dạ. Khi nào anh mới dừng toán? Em tính hôm nào anh rảnh rảnh em dừng toán. À, ở cái sân nước thì khỏi dừng tôn, còn ở đằng sau nhà vệ sinh đằng sau thì mình dừng tôn. Dạ, cái đó còn gắn cái nhà cầu nữa với dừng tôn. Nhà vệ sinh còn ngoài trước này em không có dừng. Dạ. Ô vậy đẹp quá luôn, anh cũng khéo tay quá mà. Dạ. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Khỏi gần tắm buổi tối ban đêm nữa. Cát Tường. Nay đi học sao rồi? Thi được không? Được hả? Nói cho cô chú ông bà nghe coi. Đi học sao? Hôm nay con đi học làm sao? Đúng gì? Viết chữ. À, ngoan ghê. Gia đình mình hình như là có vẻ như là ngủ mới thức hay sao á? Dạ. Có hai bé ngủ. Vậy hả? Còn còn cô thì có buôn bán gì không? Có, hôm nay cô cũng đi bán vậy. Dạ. Anh trọng đi bán, rồi cô mới đi lấy tô về rồi, rồi đi vô rước con nhỏ con gái nè, về ngoại, tại nó học có một buổi à, cô rước về ngoại cho nó ngủ, rồi sáng rồi đồ mới cho nó đi học, ngủ ở đây nó chật quá à. Rồi là hai cháu phải ngủ chung. Ừ. Rồi nay bán được nhiều không cô? Cũng y gan một nồi vậy đó cô. Dạ. Ông nồi cũng y gan thùng bữa vậy đó. Dạ.
rồi bán đi bán rồi mới cơm tô rồi mới về đây nè rước bé về ngoại ở thôi có đường để tối hù à. Tối thì đi vô tối không thấy đường. Dạ. Rồi Tết năm nay là tính dự định sao cô? Cô thì cô cũng tính như là con cháu có kiểu giúp đỡ cho cô có số tiền thì cô cũng trả nợ hết, cô cũng đứng với số bán. Lấy với số bán luôn? Dạ. Dạ. À, nếu như mà chị mẹ của chị mà có người giúp đỡ mà lấy với số bán chị có đồng ý không chị? Dạ, Hoài? Rất là mừng. Vậy hả? Dạ, với bây giờ mẹ em cũng lớn tuổi gì đó mà có hai đứa con mà không khổ quá, không có lo cho cha cho mẹ được cũng buồn. Bây giờ mấy anh em mấy anh cũng giúp đỡ mà được có số tiền trả nợ với được mình vốn bán em cũng mừng. Cô hôm trước nói là thiếu bao nhiêu? Cô thiếu 5 triệu. 5 triệu? Mỗi ngày đóng 100 ngàn? Mỗi ngày đóng 100 ngàn. Hôm nay cô có đóng chưa? Có ngày nào cũng đóng hết chưa? Ngày nào cũng đóng hết? Sáng lại lại lấy. À, sáng là lại lấy sớm. Sáng lại lấy sớm. Cô có nói với chú nếu như rằng là có một người nào đó giúp đỡ cho gia đình của mình thì cô chú có chịu là nghỉ đi bán với nghề cháo cá không? Chịu. Chú có ý kiến gì không? Có. Chú nói sao? Không nói thì tỷ có ai giúp đỡ cho thì cái số tiền để trả nợ đó thì ông với tôi đi bán với số cũng được, hay là kiếm chuyện gì làm, không có bán cái nghề cháo cá này nữa. Dạ. Dạ. Cũng cái nghề là cũng mấy chục năm rồi. Vậy thì nghỉ thì cô có liếng tiếc dữ không? Không. Cũng mằn hoài cũng mệt lắm thôi, cái nghề cháo cá này mằn mệt lắm. Bây giờ kiếm bán với số cục cạch hai vợ chồng sống rồi, rồi với lo tiền phòng trọ vậy thôi. Trả nợ hết thì cũng cô cũng mừng lắm. Cái ước mơ ổng như có được số vốn đó anh, như ham cái xe đẩy nhỏ nhỏ mà đẩy như khuôn mực đi bán như trên đường bông phố đi bộ để vòng vòng bên công viên đó anh. Đẩy gì chị? Đẩy bán khuôn mực á. Khô mực hả? Dạ, khô mực nướng anh. Em thấy cái đó thì sợ đôi khi thì nó sẽ khó hơn là bán cái số á. Dạ, như cái số giờ gần Tết nó khúc đó anh. Như là như chồng em nó lấy có 101 mà bữa có bữa không, bữa thì người ta sụp vé lại á. Được có mấy chục vé à. Hay là mình dọn một cái chỗ nào đó mình sẽ bán bông gần ngày Tết rồi qua Tết rồi mình sẽ bán cái số. Em có đi kêu ba dọn ở trên ngoài cầu Bình Dương, người ta muốn bán mai phụ cho người ta đó. Đúng rồi. Đêm cũng được 200 mấy gì đó. Dạ. Em cũng tính ra ngoài có thì em xin ra ngoài đi bán. À. Chứ bây giờ bán cái số mấy bữa được bữa không nữa, lúc có số không lúc không có nữa. Cái này chứ Tết đó không số được quá trời. Đúng rồi. Vậy là mình có thể là mình đi phụ bán bông bông cho người ta cũng được, cũng, bán bông. Cũng được ngày 200-300 ngàn á. Tết này người ta sẽ cần những cái công việc đó nhiều hơn. Cô thì cũng gắn bó là cũng mấy chục năm với nghề bán cháo cá rồi. Rồi bán hồi còn gái rồi, cô gánh đó. Gánh hả cô? Gánh đó. Hồi con gái rồi, cô gánh cháo cá mà gánh đây đi lên tới cầu quầy bán đi tùm lum hết trơn. Gánh hồi lúc trước là gánh không mà bây giờ mà không nổi nữa. Cái cô mới mua cái xe về đây mua xe đẩy đi bác. Cái gánh không? Gánh thôi. Gánh rồi khi cái lò xô á mình xài dầu á cái nó phục nó cháy hoài. Rồi cho nên là hồi lúc trước khổ lắm. Rồi cô không có mua được chiếc xe. Rồi cô mới gánh mua cọc gánh á, thì gánh lên vai con gái, gánh là con gái. Rồi sao mới có chồng cũng buôn bán vậy hoài đó. Rồi giờ cái nghỉ rồi gánh hết nổi rồi cô mới mua cái xe. Con mới hỏi nợ mua xe đẩy đi bán rồi. Gánh hết nổi rồi. Gánh hết nổi. Gánh mệt. Như cô bệnh nó cái ngồi lên ngồi xuống nó chóng mặt hoài à, nên không có gánh nữa. Dạ. Con thấy bà nội đi bán vậy con có thương bà ngoại đi bán vậy con có thương bà ngoại dữ không ha? Dạ có. Dạ. Dạ. Thương nhiều không? Dạ nhiều. Thương như thế nào nói chú Hồ nghe được không? Dạ con thấy bà ngoại con bé thì con cũng thương. Ông ngoại thì để cháu. Ông ngoại cứ hay nhấc chân hoài, con cũng không biết làm sao nhưng mà con thấy thương ông ngoại với bà ngoại lắm. Nếu như mà sau này lớn lên thì con có làm để mà nuôi bà ngoại không? Dạ có. Con sẽ lớn lên con ước làm nghề gì và con sẽ nuôi bà ngoại, ông bà ngoại mình, hay là lớn lên đi bán cháo phụ với ông ngoại bà ngoại. Nghề nghiệp thì con cũng chưa nghĩ ra con nên nhờ làm nghề gì cho hợp nữa. Nhưng mà con thích làm nghề gì? Con
còn chưa biết. Có dự định là sau này mình sẽ đi bán cháo với ông ngoại bà ngoại không? Bán cháo tiếp theo cái nghề của ông ngoại bà ngoại mình. Dạ không, tại cái nghề cháo này cực lắm. Sao cực? Con chưa làm mà sao con biết cực? Thấy ông ngoại bà ngoại làm nó cực lắm luôn. Sao cực? Sao kể những cái công đoạn mà ông ngoại bà ngoại làm cho chú Hồ nghe với cho bà ngoại. Ông ngoại mới có một sáng ông ngoại mới hớt dĩa gan gạo rồi. Mấy giờ? Một giờ hoặc là hai giờ. Một giờ sáng hoặc là hai giờ sáng mất đi gan gạo. Lâu lắm luôn. Sao con biết một hai giờ là ông ngoại bà ngoại gan gạo? Tại vì có vài lần con qua bên ngoại con ngủ á, chắc sáng là con thấy một hai giờ là con thấy ông ngoại ra gan gạo rồi. Mấy giờ là ông ngoại đi bán? Dạ là gan gạo xong rồi để đó để rồi bà ngoại đi lấy cá về nhà làm tới 12 giờ ngoại mới đẩy đi bán. Tới 12 giờ trưa luôn. Dạ, một giờ làm lâu lắm cái cực lâu. À, 1 giờ khuya là làm tới 12 giờ trưa mới đi bán hơn cô. 1 2 giờ là ông thức dậy gan gạo rồi. Cái ông lật rau lật đồ đó. Dạ. Cái sáng rồi ông mới thử tỏi cho mỡ rồi để đó. Rồi cô đi lấy cá, khi cá người ta làm sớm thì mình bán sớm. Cá khi làm trễ thì mình bán trễ. Dạ. Khi sớm thì con 10 giờ mười mấy à. Còn khi người ta bán đông quá mình chờ á cũng 11 giờ. Về mặn cá một tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ á. Cô ngồi mà cô mặn á tới gần cả 2 tiếng. Tại vì mặn cá đó phải sạch sẽ mới được chứ, mà không để sạch mà nó tanh dữ lắm, bán không có được. Con thấy vậy rồi con có làm tiếp ông ngoại bà ngoại không Khang? Dạ con có làm mà ông ngoại bà ngoại không có cho. Con dự định là tại làm... vì con không biết làm gì hết trơn. Dạ. Rồi con thấy lúc mà con ngủ ngon vậy á mà ông ngoại bà ngoại lại lọ mò nè, mò làm gan từng những cái hạt gạo để mình đi bán nè, bà ngoại thì phải bằng cá từ phía nữa, thì lúc đó thì con nghĩ cái gì? Dạ con nghĩ thương ông ngoại bà ngoại, tại vì phải gan gạo sớm với đi bán cực khổ nữa. Có khi nào con đi học con không có tiền con ra xin ông ngoại bà ngoại, bà ngoại không? Dạ có. Con thấy ông ngoại bà ngoại bán không có tiền nhiều lại cực khổ mà tại sao xin tiền ông ngoại bà ngoại? Dạ tại vì con xin làm cái 5.000 à. Dạ hả? Dạ. Chủ yếu con xin 5.000 để mua nước uống thôi chứ cái đầu tiên là bán đồ ăn đồ gì tới 10.000 anh. Rồi sao con không xin thì xin một lần xin cho đáng, xin 50 đừng xin 5.000. Hả? À, nếu như con một có một ước muốn nào cho ông ngoại bà ngoại thì con sẽ ước muốn điều gì? Con ước cho ông ngoại là sẽ có một xe để đi bán mập, đi bán khô mập. Còn bà ngoại thì sẽ có thể đi bán vé số. Đi bán mực thì nó cũng cực như vậy đó. Và đặc biệt cái nghề của bà ngoại là một cái nghề gọi là sát sanh, ban đêm mặn rất là nhiều con cá. Nên là nữ là có thể là sẽ có tội á. Con biết không? Con có ước muốn rằng là bà ngoại mình sẽ nghỉ làm cái nghề bán cháo cá, gọi là cái nghề gọi là một đêm đập đầu rất là nhiều con cá lóc nè. Con có nghĩ rằng vậy không? Dạ có. Có hả? Dạ. Nếu như có một cái lời nói với cô chú, anh chị cộng đồng ở trên mạng, ông bà trên mạng, con sẽ nói điều gì để cho ông ngoại bà ngoại mình đỡ cực nhọc hơn vào cái thời điểm này? Dạ con sẽ nói là ông ngoại bà ngoại cố lên cố vượt qua khoảng bán cháo cá này, tại vì bán cháo cá này đập đầu cá rất là sát sanh luôn. Con có thường kêu nói ông ngoại bà ngoại cùng rủ ông ngoại bà ngoại đi chùa niệm Phật? Dạ có, mà tại ông ngoại bà ngoại mất làm cực quá, với lại phải làm sớm được. Nếu như mà đi chùa thì sẽ không kịp để gan gạo là gạo này kia, cho nên chắc xác sẽ đi làm đi bán rất là trễ. Không phải là hoàn cảnh của ông ngoại giúp, không phải là hoàn cảnh của ông ngoại với bà ngoại không, mà hoàn cảnh của gia đình con cũng vậy nữa. Cả ba mẹ con, cái ngày mà mẹ con đi sanh em bé Như Ý á thì mẹ con lại than là không có tiền, thì lúc đó con có buồn dữ không? Dạ có. Con buồn như thế nào nói cho chú Hồ nghe được không? Dạ tại vì ngày không có tiền mua bánh ăn cho mấy bạn, còn mấy bạn thì có tiền để mua bánh ăn. Với lại mỗi lần con đi học thì con cũng có tiền nhiều để ăn bánh, nhiều bữa con không có tiền con phải nhịn đói trong trường luôn á. Con nhịn đói luôn hả? Dạ. Lúc trước đi học con có ăn gì không? Dạ không. Không ăn gì hả? Dạ. Con thấy ba mẹ của bạn nè được
rước các bạn đi học, thậm chí là cho rất là nhiều tiền, nhiều hơn con nữa, thì lúc mà con thấy các bạn được ăn bánh ngon á, thì lúc mà con nhịn đói đó thì con có buồn dữ không? Dạ buồn thì cũng có buồn một chút, nhưng mà con không có buồn nhiều, tại vì mình học được lớn lắm ai lắm rồi, có nhiều bạn còn không học được nữa kìa, nhưng mà mình học chỉ là được ai lắm rồi. Nhưng mà con được đi học nè, con lại nhỏ mà cũng bằng tuổi các bạn á, cái nhà các bạn có nhà to, nhà bự, rồi có xe cộ đưa đi, con phải đi học thì không có tiền nhịn đói, con có buồn ba mẹ mình đói, tại sao ba mẹ mình lại nghèo vậy không? Dạ không. Sao vậy? Dạ, tại vì dù gì cũng là ba mẹ mình, con cũng không có buồn. Dạ hả? Dạ. Có bữa nào mà ăn cơm mà nhà mình không có gạo ăn luôn không Khang? Dạ không, tại vì có mấy ông bà Út bên đây cho mẹ con gạo á. Có ngày nào? Cho nên có gạo để ăn. Có ngày nào mà gọi là nhà mình ăn cơm mà đến nỗi mà không có một cái thứ gì để ăn, chỉ có ăn cơm trắng chan nước tương nước mắm thôi không? Dạ không, tại vì ba mẹ con có trứng á. Ăn cơm với trứng. Ăn cơm với trứng. Nghe chú Hồ có nghe mẹ kể một cái câu chuyện là nhà mình đôi khi là một ngàn đồng để mua nước đá uống thôi, cũng không có nữa. Đúng không? Dạ đúng. 1.000 để mua nước đá uống thôi mà không có, là lúc đó nhà không còn gì hết. Không còn gì hết trơn. Dạ hả? Dạ. Vậy con thấy mọi người đi uống nước đá nghe con thèm không? Dạ có, nhưng mà không có tiền nước đá. Dạ hả? Bé Khang rất là kiểu là nói chuyện rất là ngoan hiền, luôn cô bác luôn chị, rất là thương bà ngoại của mình nhỏ tuổi nhưng mà biết nghĩ. Thiệt tình con sao nó vậy? Thấy ba mình hởm gài là bán vé số nè, có tiền ra tiền vô nè, có cho mình tiền được tiền đi học, có cho bạn em Cát Tường được tiền qua đây nè, Cát Tường và em Cát Tường được tiền đi học nữa đó. À, thì con có thấy là vui lên chưa? Dạ. Dạ hả? Dạ. Con Cát Tường có khi nào mà con đi học là con không được, không có tiền không? Dạ không. Dạ. Con có bao nhiêu tiền, thường là có nhiêu tiền? Mẹ hùng, mẹ đâu có cho con tiền đâu, bố mẹ có tiền mẹ mới cho con tiền. Có nghĩa là có ngày thì con đi học con không có tiền luôn. Con gặp các bạn ăn bánh rồi mua cái bánh ăn rồi các bạn uống nước thì con thèm không? Dạ có, con vô trường con học ở ngoài chứ con đâu có gì đâu. Nhưng mà lúc mà thèm quá thì mình có xin bạn không, hay là mình vô lớp mình ngồi này, im gu? Không. Sao không là sao, nói chú ngồi nha. Xin bạn cái gì? Xin bạn mẹ không cho. Xin bạn mà không cho. Có khóc không? Không. Dạ, không, bạn không cho mình làm gì? Hả? Không. Bác hỏi em trả lời đi, có sao nói vậy? Nói sao nói gì? Không cho sao? Không cho khóc hay già sao? Có khóc không? Không hả? Cát Tường này chứ có vẻ là lại ít nói hơn anh hai. Dạ. Mà qua được cái câu chuyện của An Khang á, của Khang á với lại Cát Tường thì em thấy chị Huệ giống như là muốn rớt nước mắt hả? Xúc động hả chị Huệ? Hoàn cảnh như là lúc mà em gần sanh nó không có tiền bé đi ăn đi học, cũng nghe nhớ nó là em bé nói rồi cũng nghe cũng xúc động. Tại đợt em gần sanh là đưa bé đi lại tới trường, không có tiền cho bé ăn. Nó lại tới trường em xin tiền em cho bé ăn uống mà em không có tiền cho, mà thấy con người ta có tiền mua bánh trái cho ăn uống, mình không có cho con mình ăn uống, đưa lại tới trường là em rớt nước mắt luôn. Rớt nước mắt luôn mà đâu có lấy cho con nó thấy, lúc mà chạy về mới khóc. Lúc đó chắc buồn ở trong mình lắm, thương. Dạ, lắm hả chị hả? Dạ, buồn lắm mà cũng ráng chịu đựng, giờ cũng hoàn cảnh gì đâu biết. Em cũng nói con ở đây mẹ không có tiền cho con đi học, ba bé thì nó cũng ngoan, không có tiền thì thôi chứ nó cũng không có đòi hỏi gì. Em đưa lại tới trường nói mẹ không có tiền cho đi học rồi con vô trường con ăn ngồi chơi thôi, đừng có qua đòi bánh trái gì của bạn. Thì thấy vô trường mà thấy mấy bạn có bánh trái mà con ngồi đó, con nói con đừng có dòm ta, bạn có ăn thì con đừng đi vô trong con ngồi đi, tới giờ đi về với con đừng có dòm đi học,
cũng nghe lời, cũng không có dòm. Mình đưa lại tới đó là thấy cũng xúc động lắm mà không có khóc, mà lại cho bé thấy buồn về chạy về nghĩ lại bé, mình đưa lại tới trường không có tiền cho bé ăn cũng chịu không nổi. Mà với em không muốn đưa đi, đưa lại tới đó thì con mình không có tiền ăn uống á, em chịu không nổi. Mà lúc đó thì ba nó bệnh, ba nó đưa không được, em phải gần xanh em phải đưa tới lui, rước tới rước lui. Mà em đưa đi thì thấy con mình nó vậy em chịu không nổi. Kể lại mà chị Huệ vẫn còn gương gương nước mắt. Dạ, nhớ những ngày đó thì mấy ngày nay thì chắc có lẽ là gia đình mình lại có được mọi người qua cô chú anh chị quan tâm thì chắc có lẽ là đỡ hơn phần nào hả chị Huệ? Em cũng có tiền cho bé ăn, em cũng rất là mừng lắm. Cũng cho bé ăn, như em có thì bỏ bé ăn gì em mua lại cho bé ăn. Nghe mẹ nói vậy thì buồn không Khang? Dạ buồn. Buồn sao? Thương mẹ, buồn thì thương mẹ hay là buồn vì mình không có tiền? Dạ buồn, thương mẹ. Thương mẹ hả? Dạ. Ba với mẹ là thương ai nhiều nhất? Dạ con thương ba với mẹ luôn. À, thương ba với mẹ bằng nhau chứ không có thương nhiều, thương ít hả? Dạ, thương mẹ. À, nếu như mà hôm nay mà chú Hồ á thay mặt cô chú anh chị á gửi cho bà ngoại trả tiền cái số nợ, con vui không? Dạ vui. Vui nhiều không? Dạ nhiều. Em thông tin với gia đình của mình á thì nghe kể về cái hoàn cảnh của mẹ của chị Huệ á, là bà ngoại của bé ba bé đó, thì có một cái số nợ là 5 triệu đồng đúng không? Đúng. Dạ, có một cái số nợ là 5 triệu đồng. Bà có nói với con rằng á là nếu như mà có một cái số vốn trả nợ thì bà với lại cô với lại chú sẽ tìm một cái công việc khác làm ăn mà không sát sinh nữa. Không sát sinh. Coi như là mình sẽ bỏ luôn cái nghề là bán cháo cá. Bán cháo cá. Dạ. Thì nghe được vậy á thì cũng có nhiều cô chú quan tâm lắm. Thì hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho một cái chị gọi là chị Liên Trần gửi cho gia đình mình 250 đô, như là gửi cho cô á 250 đô để mà cô trả nợ. À, 250 đô là 5.925.000, coi như là con đưa cho cô 6 triệu hơn. Dạ. Thì cô sẽ trả nợ là 5 triệu. 1 triệu hồi lúc sáng là 100 ngàn là cô đã đóng rồi đúng không? Cô đóng rồi. Cô đóng rồi. Thì con thay mặt cho cô là gửi là 250 đô nhân 100 đô là 2.370.000. Nhân 250 là 5.925.000. Thì con sẽ gửi cho cô là 6 triệu ha. Dạ. Thì cô sẽ trả 5 triệu đó. Trả nợ đó là cho cô khỏe. Dạ, cho cô khỏe ngày mai khỏi đóng nữa. Rồi còn 1 triệu đó còn lại cô có thể lấy giấy số cô bán. Cô lấy giấy số cô bán. Cô đã giúp nợ mình nhẹ lo cái thằng ngày trăm rồi. Bây giờ ví dụ như mới mốt mình còn vốn. Cái mình có giấy số ngày 50% vé gì đó cô. Mình đi bán cho là 5.925.000 thì con sẽ đưa cho cô là 6 triệu luôn ha. Dạ. À, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 nhân 2 là 6 triệu. Cái này là con gửi thay mặt cho cô Liên, chị Liên Trần ở Mỹ gửi cho cô. Cô đó lớn tuổi không? Dạ cũng lớn. Dạ. Cô thay mà cô cảm ơn, gửi lại cảm ơn cái cô Liên Trần ha. Ở Mỹ có cho cô một cái số tiền để trả nợ. Cô rất mừng. Cô mang ơn cái cô Liên Trần ở Mỹ đó. Cũng mang ơn nhiều. Cô cũng gửi lời cảm ơn mấy mạnh thường quân hỗ trợ cho cô, giúp đỡ cho cô cái ngày này, cho cô trả nợ là cô mừng dữ lắm. Đặng cho hết cái nợ, đặng cô đi bán như là bỏ cái nghề cháo cá, cô đi bán với số lại.
hai vợ chồng đi bán kiếm tiền ăn uống với để đóng tiền phòng trọ. Rồi hôm nay là cô có lấy cá về không? Cô có dặn cá ta chưa? Không, cô không có dặn nữa. Là bữa nay cô không có dặn, tại cô lấy có mửa à. Dạ. Là ngày nào lấy ngày đó. Dạ. Có ngày Tết á, ngày Tết như là 30 là cô mới lấy hai cử, cô bán. Còn cô muối á, nó rồi có ngày thường cô lấy có một cử thôi. Cô bán hết rồi đầu với sáng là cô đi lấy rồi chưa mặn rồi chưa đẩy gì đó. Vậy là ngày cô đóng 100.000 là buổi sáng đóng sớm rồi đúng sáng không? Sáng là 8 đến giờ đã. Là hôm nay là cô đóng cái ngày hôm nay rồi. Cô đóng rồi hết trơn. Vậy là tí xíu là cô sẽ trả số nợ 5 triệu này. 5 triệu này. Còn 1 triệu đó cô lấy với số cô bán được nhiêu thì bán nhiêu. Dạ. Ngày mai ngày mốt gì đó bán. Thì trước mắt là như vậy đi. Thì còn số của chú, cái công việc của chú thì từ từ mình sẽ tính tiếp ha. Cô cũng gửi là cô cảm ơn Phong Bụi với chú Út à. Cô Bùi Hồ. Bùi Hồ với chú gì nè. Út Đồng Tháp. Chú cũng cô cũng mang ơn con hai cháu giúp cô được cái số tiền để trả nợ. Cũng mừng lắm. Con chỉ là cầu nói thôi. Thì tại vì con nghĩ là cái duyên của cô con nghĩ là khi mà mình làm cá quá nhiều thì nó sẽ có một cái nghiệp gì đó. Dạ. Theo nhà Phật thì con mong rằng là khi cô sẽ bỏ nghề thì nó sẽ bất nghiệp, thì cô sẽ làm một cái công việc khác hạn chế sát sanh hơn, chẳng hạn như bán vé số, hay là Tết mình sẽ bán bán những cái chậu bông hay như thế nào đó. Dạ. Thì để mà mình có thể mình có một cái chiều hướng tốt hơn. Dạ. Bây giờ muốn nghe Khang nói nè. Bây giờ bà ngoại là nghỉ, ông ngoại nghỉ đi bán cá, bán cháo cá rồi. Hết nợ luôn, người ta không có đòi tiền ngoại bà ngoại nữa. Thì con muốn nói gì với cô chú Mạnh Đường Quân cũng như là cô Liên Trần ở Mỹ không? Dạ, con cảm ơn cô chú Mạnh Đường Quân đã giúp cho ngoại con cái số tiền để trả nợ, để ngoại con đi bán cái số không bán cá nữa. Con cũng cảm ơn cô bà Liên Trần đã giúp cho ngoại con cái số tiền để không bán cháo cá nữa, có thể đi bán cái số để không sát sanh. Có chúc sức khỏe gì không? Dạ, con chúc cho bà Liên Trần có sức khỏe dồi dào, sống họ trăm tuổi, chứ mình khỏe, tiền vô như nước, phát tài phát lộc. Rồi, tới Cát Tường muốn nói gì không? Chúc ông bà đấy con. Chúc ông bà mạnh khỏe, có tiền vô nước. À, chị Huệ với lại anh An có muốn nói gì không? Dạ. Con xin chúc cảm ơn bà cô Trần đã ủng hộ cho mẹ con được số tiền để trả nợ làm vốn đi bán. Con hứa là tụi mẹ con không bán cháo để sát sanh nữa, để cho mẹ con để đi bán để lo tiền ăn uống với tiền đóng tiền trọ. Con xin chúc ông bà dồi dào sức khỏe, năm cũ phúc qua năm mới. Con chúc ông bà dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi với con với cháu. Em cũng hay mặt xin cảm ơn anh Vườn Hồ với anh Nút Đồng Pháp đã tài trợ cho mẹ em được có số tiền để trả nợ, để làm vốn đi bán. Em xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh đang có muốn nói gì không? Anh nói không có. Vậy là mừng rồi, coi như là gần như là vui, trọn niềm vui ha. Dạ. Thật ra vì là Tết năm nay mấy bà cháu được sum họp ở nhà. Không có còn đi bươi chải vào những ngày Tết nữa rồi. Năm nào cũng vậy chứ, cuối năm đầu năm tới cuối năm hoài mà không thôi. Thôi thì bây giờ hôm nay mình cũng được cô Liên Trần ủng hộ để trả nợ cho cô, như còn lại một số vốn để lấy vé số bán, thì con cũng chúc cô sau này với công việc bán vé số là được mua mai bán đất nha cô. Dạ. Cô cũng chúc cho con năm cũ bước qua năm mới, năm nay mà phát tài phát lộc, có tiền có bạc, còn giúp cho mấy bà con cô bác khổ sở nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cô cũng chúc một hồ ha. Dạ. Cũng năm cũ bước qua năm mới, chúc con may mắn mà ăn có tiền, tiền giúp mấy cô mà khổ này khổ sở rồi đó.
mong con mong bà sẽ không có làm cái nghề sát sanh nữa, thì bà sẽ bất nghiệp và có một cái hướng tốt hơn. Thì cô Liên Trần cũng muốn cho bà vượt, tại vì tuổi thì cũng đã cao rồi, cũng vì cái sức khỏe yếu ớt không có thức khuya để làm giống như lúc trước nữa. Thì con mong rằng á, thì khi mà bà đổi một cái công việc mới làm thì có một cái chiều hướng tốt hơn, và đặc biệt là trước mắt là gia đình của mình á có một cái Tết ấm ấm bên con bên cháu. Và con hứa với cô với lại chị á, là gần Tết thì con sẽ quay trở lại thăm gia đình của mình, cũng như là có quà cho các bé. Dạ, thì mong muốn của mọi người á, là cô luôn giữ gìn sức khỏe để là chỗ dựa vững chắc cho những người cháu của mình. Đặc biệt là con mấy cháu dễ thương quá trời luôn à. Thôi chúc gia đình mình sức khỏe, chúc buổi chiều ấm áp ha. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn cô Liên Trần ở Mỹ đã hỗ trợ cho cô là mẹ của chị Huệ có một cái số vốn để làm ăn trong thời gian sắp tới, cũng như là trả nợ để mà bớt đi cái gánh nặng vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa chị.